kinh văn kỳ nhân bất giác thị kỳ ma trước tự ngôn vị đắc vô thượng niết bàn lai bỉ cầu xảo thiện nam tử xứ phu tỏa thuyết pháp kỳ hình tư tu hoặc tác tỳ khiêu linh bỉ nhân kiến hoặc vi đế thích hoặc vi phụ nữ hoặc tỳ khiêu ni hoặc tầm ám thất thân hữu quang minh việt dịch người này không biết bị ma gá vào tự tuyên bố chứng được vô thượng niết bàn ma đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu thiện xảo nó trải tòa rồi thuyết pháp trong chốc lát nó hiện thân tỳ khiêu khiến cho hành giả được thấy hoặc hóa làm đế thích làm phụ nữ hoặc tỳ khiêu ni hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong phòng tối giảng dạ, các ông có thể thấy được tệ hại ra sao khi gặp phải ma cảnh này Người này thật không biết bị ma gá vào, thật là vô lý, khi ma lại đến giúp đỡ anh ta. Tự mình tuyên bố chứng được vô thượng Niết Bàn, anh ta tuyên bố đã được diệu quả Niết Bàn. Khi ma đến nơi hành giả đang tham cầu thiện xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp, cho hành giả đang mong cầu thiện xảo nghe. Trong chốc lát rất nhanh chóng, nó có thể hóa hiện làm tỳ khiêu, khiến cho hành giả được thấy, hóa làm đế thích, vua vua trời, làm phụ nữ hoặc tỳ khiêu ni. Khi hành giả tham cầu thiện xảo, thấy thế sự biến hóa như vậy bèn nghĩ, ông ta ắt hẳn là quán thế âm Bồ Tát mà không hề biết đó là thiên ma. Đó là lý do tại sao các ông không nên dính mắc với bất kỳ cảnh giới nào mà các ông chứng được, không bất luận đó là cảnh giới gì hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi đang nằm trong phòng tối, khi người không hiểu Phật pháp nhìn thấy vậy liền thán phục, ồ thân thể ông ta phát ra ánh sáng, nếu ông ta không là Phật thì ít nhất phải là Bồ Tát hay A La Hán, họ không nhận ra rằng người ấy đã bị ma vương gá vào, nó thi thố thần thông để đánh lừa người tu hành do vậy khi hành giả chưa hiểu rõ ràng tường tận phật pháp một cách chân chính thì không nên để mình bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã thấy được dù cảnh giới ấy là gì đi nữa đừng trở nên dao động bởi những cảnh giới ấy quý vị nên xử trí thế nào khi gặp cảnh giới như vậy hãy xem như không có gì tồn tại cả xem cảnh giới ấy như chưa từng thấy vậy nếu quý vị trở nên phấn chấn khi thấy ma thì quý vị sẽ bị xoay chuyển bởi ma cảnh vậy quý vị nên hành xử ra sao chỉ nên duy trì tinh thần trung đạo không thích mà cũng không ghét thấy như chưa từng thấy nghe như chưa hề nghe quý vị không nên nghĩ rằng thật là kỳ diệu ước gì ta gặp lại lần nữa nếu quý vị có tư tưởng ấy là liền mắc vào sai lầm. Kinh văn Thị nhân ngu mê hoặc vi Bồ Tát, tín kỳ giáo hóa, diêu đãng kỳ tâm, phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục. Việt dịch hành giả ngu mê lầm cho đó là Bồ Tát, tin lời giáo hóa của ma, tâm bị dao động nên phá luật nghi của Phật, lén nút làm chuyện tham dục giảng hành giả người tu tập chánh định ngu mê lúc này lầm cho đó là bồ tát khi thấy một người có thể hiện làm tỳ khiêu đế thích hoặc nữ cư sĩ hoặc tỳ khiêu ni hoặc bỗng chốc biến hóa từ người này sang người khác hành giả cho rằng người này ắt hẳn là một vị bồ tát rồi anh ta tin lời giáo hóa của ma khiến tâm bị dao động nên phá hủy luật nghi của phật chế Ta nên quan sát điều gì nơi người tu hành, hãy xem họ có giữ giới luật của Phật chế không. Nếu họ không trì giữ, thì đó chắc chắn là ma. Nếu người ấy tinh nghiêm, gìn giữ giới luật, thì đó chân thực là một vị Bồ Tát. Thế mà có người tự xưng là Phật tử, tự gọi mình là trưởng lãng hòa thượng, tự khoác thêm vào nhiều danh hiệu khác, và nén nút làm chuyện tham dục nó lén lút làm chuyện dâm dục mà cố gắng giấu giếm không cho mọi người biết